Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn về cây hoa giấy màu tím nha. Thì đây là cây hoa giấy màu tím của mình mua hồi năm rồi, chơi được nguyên mùa hè và mùa đông. Mình đem nó vào trong gara để cho trú đông. Mình để kế bên cái máy hít luôn các bạn. Và ngay từ ở phía trên nóc nhà có cây đèn rô lai chiếu xuống. Tại vì người ta nói rằng cái cây bông giấy này nó thuộc miền nhiệt đới, nó rất là thích ánh sáng mặt trời và nhiệt độ nóng nha các bạn. Nếu mình đem vào nhà mà vào nhà luôn á, không phải gara đó, mà không có máy hít chứ không có rô lai ngay chỗ cái cây đó thì nó sẽ chết, nó không có sống nha các bạn. Tại vì 5-6 năm trước Quỳnh Mai có mua một bụi về để chơi, và mùa đông đem vào trong nhà luôn, để ngay cửa sổ mà nó cũng không có sống được các bạn, nó eo ụt và nó chết luôn. Nên hồi năm rồi mình mua để chơi thì mình rút kinh nghiệm là mình đem vào trong gara, rồi mình để nó kế bên cái máy sưởi luôn. Rồi có đèn rô lai ở trên chiếu xuống, mà ở gara các bạn biết là Quỳnh Mai đã để tới 4 cây đèn rô lai, đèn ni ông đó các bạn. Bề dài 1m2, chiếu xuống thì nó mới chịu nổi và nó sống tới bây giờ. Hôm nay Quỳnh Mai đem ra bỏ phân đất vào, xong rồi tưới, rồi bỏ phân ra hoa, nên bây giờ nó đã ra hoa các bạn. Và mình chỉ tưới nước cái lần đầu tiên đem ra mình tưới đẫm, rồi 2-3 ngày sau hễ đất trên mặt khô thì Quỳnh Mai mới tưới, chứ không có tưới hoài nha các bạn. Cây bông giấy này nó chịu hạn chứ nó không có chịu tưới nước hoài. Càng hạn thì nó càng ra bông rực rỡ nha các bạn. Thì bây giờ cái chậu bông treo của mình nó đã ra hoa rực rỡ như thế này. Bữa hổm nó còn nhiều hoa hơn hôm nay các bạn. Tại vì hôm nay nó đã trổ bông nhiều, nhưng mà nó đã rụng bớt rồi đó các bạn. Bông giấy rất là dễ rụng nha. Thì mới đem ra khoe với các bạn mà nó rụng hết 3 cái bông xuống đất này nè. Thì mình chia sẻ với các bạn là cây hoa giấy hễ hạn chừng nào thì nó ra hoa nhiều chừng ấy. Nhiều người người ta trồng ở bên Việt Nam đó, nhìn vào cây hoa giấy chỉ thấy hoa không chứ không có thấy lá nha các bạn. Ở đây mình còn thấy lá, còn bên Việt Nam là chỉ thấy hoa đủ màu hết. Người ta ghép 5-6 màu vào một bụi các bạn. Thì ở bên đây Quỳnh Mai thấy người ta ghép nhiều nhất là 3 màu thôi các bạn. Có chỗ bán ghép trắng, tím rồi cam vô trong một bụi. Còn cái này của mình chỉ là một màu, màu tím. Tại vì mình thích màu tím này các bạn. Thì Quỳnh Mai xin chia sẻ về cái cây hoa giấy nha. Cây hoa giấy này thuộc loại giống như là dây leo các bạn, nhưng mà mình có thể trồng nó trở thành cái cây được. Tại vì mình làm cái gốc, mình để cho nó thẳng đứng lên, kèm theo một cái cây gỗ, mình cột nó vô, kèm nó lên, thẳng đứng lên, rồi từ từ mình uống thì nó sẽ trở thành một cái cây nha. Thì Quỳnh Mai xin chia sẻ về cây hoa giấy này. Cây hoa giấy này mình dâm cành nó rất là dễ nha. Khi sau khi các bạn chơi xong
những cái cành hoa giấy như thế này, khi mà nó già nó sẽ biến thành màu nâu vàng, thì mình sẽ cắt những cái khúc đó ra, rồi mình chấm hạt mòn và mình dăm cành thì nó sẽ lên nha các bạn. Rất là dễ dàng luôn. Bởi vậy Quỳnh Mai ở đây trồng hoa giấy thì mình chuẩn bị, nếu mà nó già thì mình sẽ chuẩn bị dăm cành để tạo ra nhiều cây hoa giấy mới các bạn. Ở bên Việt Nam người ta trồng hoa giấy rất là dễ, và cái cây hoa giấy của người ta nó già, và cái cây, cái dây của nó thẳng đứng luôn các bạn, thành cỡ như là một ngón tay của mình vậy đó, cái cành của nó đó. Nên người ta cắt khúc khúc rồi người ta mới dăm cành. Một khúc vậy là cỡ 1 mét, rồi người ta dăm cành, sau đó nó lên thì người ta lại ghép cành nữa các bạn. Nên hoa giấy này không có khó để dăm cành thành cây mới, chứ mình không có thấy là nó gieo từ hạt nha các bạn. Tại vì các bạn nhìn thấy nè, cái cây hoa giấy này, cái hoa nó không có thấy hạt, mặc dù nó có cái nhụy giống như là nhụy đực với nhụy cái các bạn. Đó, cái này là nhụy cái nè, màu trắng đó nhụy cái, còn nhụy đực kế bên. Nhưng mà mình không bao giờ thấy nó có trái nha. Người ta nhân giống toàn là để dăm cành. Người ta dăm cành nó thôi các bạn. Và tại vì cái bản tính nó là mình dăm cành rất là dễ, nên toàn bộ là người ta dăm cành hết các bạn. Đó. Thì cây bông giấy này ở Mỹ cũng rất là nhiều, ở vùng California, đi dọc theo xa lộ thì các bạn sẽ thấy ở trên đồi, dọc theo cái bờ đất thì thấy cây hoa giấy này nó mọc tràn lan luôn các bạn. Và chỉ là hoa giấy chiết thôi, có nhiều loại hoa giấy mà nhiều cánh nữa các bạn. Hồi xưa ở Việt Nam đó, Quỳnh Mai nhà có trồng cây hoa giấy nhiều cánh chùm chùm, rất là đẹp. Còn ở bên đây nhập hoa thì thấy chỉ là bông giấy chiết thôi các bạn. Bây giờ cái kỹ thuật trồng cây hoa giấy ở Việt Nam rất là tiến bộ. Người ta uốn thành hình con này con kia, rồi thành hình cái nhà, cái cổng, rất là đẹp luôn các bạn. Còn bên đây mình chỉ chơi cây hoa giấy bằng cái chậu treo như thế này thì cũng đẹp các bạn. Còn các bạn muốn trồng thành cây thì phải uốn nắng nó rất là lâu luôn, sẽ bỏ nó vào trong cái chậu, rồi cắm cây, rồi cột nó. Quỳnh Mai nghĩ là trong thời gian 3-4 năm nó mới thành một cái cây hoa giấy. Còn bằng không là mình chơi bằng chậu treo như thế này cũng rất là đẹp các bạn. Mình mua cây hoa giấy mà nhiều màu thì sẽ đẹp hơn một màu đơn lẻ như thế này. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là cách nhân giống cây hoa giấy rất là dễ. Cũng giống như các loại cây khác ở đây, người ta cắt cành rồi người ta dăm cành các bạn, thì nó sẽ lên rất là dễ. Tại vì cái bên đây có thuốc để mình, thuốc hoặc môn để mình nhúng vào rồi mình dăm thì nó sẽ lên dễ dàng hơn là mình dăm không các bạn. Đó. Thì hôm nay video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.